Ban giờ thần tài không thỉnh tỳ hưu và cóc thiềm thừ thì có ảnh hưởng gì đến tài lộc không? Trong tất cả những cái em chia sẻ mà tôi chia sẻ với các bạn ấy, thì trên ban thờ thần tài của chúng ta, nhiệm vụ đầu tiên của ban thờ thần tài đó là chiêu tài. Nên là những vật phẩm như là tỳ hưu là vật phẩm không thể thiếu được. Các bạn hỏi tôi là có thể tự lập ban thờ thần tài được không hay là phải nhờ thầy phong thủy? Thế thì chúng ta trước khi mà trả lời câu hỏi này, chúng ta phải làm rõ cái sự khác biệt giữa thầy phong thủy và một người bình thường, người chủ của cái ban thờ đó là như thế nào. Có điều gì khác nhau mà các bạn lại phải đắn đo là người chủ hay là người thầy, đúng không nào? Chúng ta phải biết được cái sự khác nhau đó. Thì tôi sẽ trả lời các bạn này. Trước hết là nhiệm vụ của một người là phong thủy sư hay là một người thầy phong thủy. Đầu tiên là phải chọn được cái vị trí đẹp của ngôi nhà đó để mà đặt cái ban thờ thần tài. Nên nếu như bạn mà có thể tự đặt được cái ban thờ thần tài đó, tự tìm ra được vị trí đó ấy, thì coi như bạn đã xong một cái nhiệm vụ của người thầy phong thủy rồi. Nếu như bạn làm tiếp được những cái công việc sau đây của người thầy đó thì bạn không cần phải nhờ tới thầy phong thủy để mà lập ban thờ cho bạn. Còn nếu như bạn không nắm chắc được những cái điều sau đây thì bạn sẽ cần phải nhờ tới người thầy phong thủy để mà trợ giúp cho các bạn trong trường hợp này, trong trường hợp lập ban thờ này. Tôi vừa nói đấy, đầu tiên quan trọng nhất đó là tìm vị trí của ban thờ. Thứ hai, tìm ngày giờ đẹp để mà an vị ban thờ. Ngày giờ đẹp và đương nhiên là phải tốt cho cái nhà của bạn cũng như là tốt cho cái mệnh của bạn. Và nhiệm vụ thứ ba nữa đó là sắp xếp các cái vị trí của những cái vật phẩm phong thủy đúng chuẩn theo phong thủy chính phái và những cái sắp đặt mang cái ý nghĩa dành cho gia chủ, ví dụ như là ý nghĩa chiêu tài, ý nghĩa chiêu cầu về đòi nợ chẳng hạn, hoặc là chiêu cầu về phát triển danh tiếng, ví dụ như vậy. Thì nếu như bạn làm được những cái điều trên thì bạn không cần phải nhờ tới một người phong thủy, một nhà phong thủy, vì một người phong thủy cũng sẽ chỉ thực hiện những cái công việc đó mà thôi. Nhưng mà đương nhiên rồi, cái sự khác nhau là nằm ở học thuật. Những người lâu năm, những người cao tay, những người kiến thức tốt thì sẽ đưa cho các bạn tất cả những kiến thức đó là đúng nhất. Còn những người chỉ có sách vở máy móc thì sẽ mang cho bạn những cái kiến thức sách vở máy móc của ban thờ chúng ta có đúng hay không thì đành phải theo thời gian chúng ta kiểm nghiệm thôi. Đúng hay không thì nó phải liên quan đến sự hiệu nghiệm. Nếu mà đúng thì sẽ hiệu nghiệm, mà không thì nó sẽ không hiệu nghiệm. Đơn giản vậy thôi. Tiếp theo là câu thứ sáu. Có thể tự bốc bát hương, nạp cốt, khai quang điểm nhãn cho thần tài và thổ địa được không? Thì tôi sẽ trả lời các bạn như sau. Bát hương chúng ta hoàn toàn có thể tự bốc được theo đúng cái hướng dẫn mà tôi đã chia sẻ trên những cái video của kênh Master Phùng Phương cũng như là kênh YouTube Master Phùng Phương. Bốc bát hương chúng ta tự tự bốc bát hương được, nạp cốt chúng ta cũng có thể tự nạp cốt được, còn khai quang điểm nhãn thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể khai quang điểm nhãn được, nhưng với một điều kiện là phải đúng cách. Thế thì cách như thế nào là đúng? Đấy thì các bạn lại phải xem lại những cái video mà tôi đã hướng dẫn chi tiết về cách bốc bát hương, cách nạp cốt, cách khai quang điểm nhãn cho thần tài và thổ địa rồi. Câu thứ bảy các bạn hỏi là hoa quả dâng lên ban thờ thần tài có nhất thiết phải thay mới mỗi ngày không? Hoa quả dâng lên ban thờ thần tài có nhất thiết phải thay mới mỗi ngày không? Thì tôi sẽ xin trả lời các bạn như sau. Hoa quả mà dâng lên ban thờ thần tài ấy, quả thì chúng ta không cần phải thay mới mỗi ngày. Nhưng riêng hoa thì khi nào héo chúng ta sẽ thay, khi nào héo chúng ta sẽ thay cho ban thờ thần tài. Và tiếp tới là cách bài trí ban thờ thần tài như thế nào cho nó đúng. Các bạn hay hỏi tôi câu này nhất này, cách bài trí ban thờ thần tài như thế nào cho đúng. Vậy thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn cái video sau này. Các bạn hãy vào YouTube, các bạn tìm cho tôi cái cụm từ này, bài trí ban thờ đó, bài trí ban thờ thần tài. Các bạn enter, các bạn sẽ thấy đây
trời và lâu có phương cũng ổn lắm. Còn mình người ta có một chuyện người ta không nhập thì chúng ta sẽ đến tầng thứ ba. Một ban thờ được cho là hoàn hảo khi phải đáp ứng được đủ ba tiêu chí. Tất cả những cái hướng dẫn bày trí ban thờ thần tài các bạn thấy ở trên YouTube này, tôi thấy rất là nhiều người, rất là nhiều thầy sai rất nhiều, sai cái cơ bản về âm dương và ngũ hành. Sai cơ bản về âm dương và ngũ hành. Và đương nhiên rồi, sai cơ bản về âm dương ngũ hành thì sẽ không mang lại kết quả gì cả. Để chúng ta hãy tùy thôi, tùy các bạn lựa chọn. Còn đối với tôi chỉ áp dụng phong thủy chính phái vào trong cái việc sắp đặt này mà thôi. Câu thứ 9 là các bạn hỏi là ban thờ thần tài không thỉnh tỳ hưu và góc thiềm thừ thì có ảnh hưởng gì đến tài lộc không? Trong tất cả những cái tôi chia sẻ với các bạn ấy, thì trên ban thờ thần tài của chúng ta, nhiệm vụ đầu tiên của ban thờ thần tài đó là chiêu tài. Nên là những vật phẩm như là tỳ hưu là vật phẩm không thể thiếu được. Tỳ hưu và thiềm thừ là không thể thiếu được. Và nếu như một ban thờ mà không có tỳ hưu, không có thiềm thừ thì sẽ không mang lại cái tác dụng quan trọng nhất của nó, đó là chiêu tài. Bạn hiểu không ạ? Vậy nên là những bạn nào mà đang xem cái live stream này, các bạn thấy mình đang thiếu tỳ hưu hoặc là thiềm thừ thì các bạn có thể comment để lại số điện thoại. Các bạn có thể comment là thỉnh tỳ hưu và thiềm thừ, có thể để lại số điện thoại và các bạn trợ lý của tôi sẽ giúp các bạn. Cái quan trọng nhất ấy, quan trọng nhất khi mà các bạn thỉnh vật phẩm ở bên phùng gia đó là các bạn sẽ được cung cấp ngày giờ và vị trí an vị đúng ở chuẩn phong thủy chính phái. Quan trọng nhất là như vậy. Và một điều nữa là cái chất liệu của tỳ hưu và thiềm thừ, tôi thấy rất là nhiều nơi làm chất liệu đá thì nó không phải đá nguyên, không phải đá tự nhiên mà là đá bột ép hoặc là bằng nhựa, thì những cái vật phẩm nó cái nguyên vật phẩm đó sẽ tạo ra những cái âm khí nhiều và nó không có tác dụng chiêu tài, thậm chí nó còn tác dụng ngược lại. Để những bạn nào mà muốn thỉnh vật phẩm tỳ hưu hay góc thiềm thừ thì các bạn có thể để lại số điện thoại là tỳ hưu hoặc thiềm thừ và kèm theo số điện thoại. Một câu hỏi rất hay là vào ngày rằm mùng 1 lễ Tết thắp hương ở ban thờ thần tài trước hay gia tiên và ông công trước? Thế thì tôi chia sẻ với các bạn như này nhé. Khi mà chúng ta đi vào trong đền, đình, chùa, miếu, mạo thì bao giờ chúng ta cũng sẽ thắp hương ở ban thờ thổ công trước. Bao giờ chúng ta cũng sẽ thắp hương ở ban thờ thổ công trước vì đó là cái người cai quản cao nhất của cái vùng đó. Kể cả các bạn vào ban thờ nào, các bạn vào cái đền thờ nào đi chăng nữa. Giống như tôi có nhiều lần đi đền Ngọc Sơn ấy, đền Ngọc Sơn ở chỗ tháp rùa Hà Nội ấy, thì bao giờ cái người mà quản hương, cái người chủ nhang mà cái người trông coi cái đền đó ấy, là anh Thắng đấy. Anh Thắng bao giờ cũng bảo tôi rằng là anh Thắng là chủ nhang trông coi cái đền thờ, bao giờ cũng bảo tôi là mời thầy vào bên bên chỗ Sơn Thần, bên ban Sơn Thần thắp hương trước rồi sau đó mới tới thắp hương ở bên chính điện Tam Bảo. Đó là cái điều mà chúng ta cần phải chú ý. Tuy nhiên nếu mà ở nhà của chúng ta thì mùng 1 chúng ta sẽ thắp hương ở trên ban thờ gia tiên trước, vì trên ban thờ gia tiên của chúng ta đã có một cái bát hương ở chính giữa, bát hương to nhất, đó là bát hương của thần linh. Đã có bát hương của thần linh rồi nên chúng ta sẽ thắp hương ở ban thờ thần linh trước. Một số bạn thì lại nói rằng là nếu nhà tôi mà có ban thờ Phật thì sao, thì tôi sẽ thắp hương như thế nào? Thì tôi nói lại là chúng ta vẫn thắp hương ở ban thờ thần linh trước, rồi sau đó chúng ta mới thắp hương ở ban thờ của Phật, ở ban thờ Phật, sau đó chúng ta sẽ xuống ban thờ thần tài. Đó là cái thứ tự đúng. Tôi nhắc lại là thắp hương trên ban thờ gia tiên trước và thắp hương ở bát hương thần linh trước, rồi sau đó tới bát hương của bà cô ông Mãnh, rồi tới là bát hương của gia tiên tiền tổ, rồi sau đó chúng ta mới thắp hương ở trên ban thờ Phật, rồi cuối cùng là ban thờ thần tài. Tuy nhiên nếu như các bạn vào những cái vùng đất hoặc là đền đình đền chùa miếu mạo thì các bạn nhớ là hãy thắp hương ở ban thủ công trước.